somewhere at the Bip You Cafe. Quá nhiều như cái chùa của anh ấy. Nhăn nhẻo quá. À có khách này. Anh uống gì anh? Nó nấu anh. Uống á anh chọn nha. Đi chờ đá. Rồi gái hay đi chờ đá đấy. Ở đây anh chờ đá đây. Anh Ly, anh này Ly. Tận hưởng nha. Trà đá mà sao lấy trà nóng vậy? Động xương động vật mà cho hai trà đá hay. Chắc muốn đại hai tờ giấy. Mỗi ngày đừng bán thịt rừng anh gọi lấy có trà đá. Mày đọc báo không? Báo nè. Báo mới này, báo mới. Trung Quốc mới cắt cáp Việt Nam mày ơi. Nó dám giữ mặt. Nút cho nó mấy trái luôn. Hai vợ chồng cái đồ ông đi. Chứ mày ơi, chết rồi mày nó còn ai thì biết. Maria Ozawa mất tích. Dạ. Hai vợ chồng cái lộn đi. Chào bà ma giết cha Osama của nhỏ Ozawa. Sao em muốn tiền cho anh dữ? Ủa mất mới tôi phải được. Quá. Anh muốn em hơn là em phải được. Ở trong đây chút việc mà anh đòi được. Cái ai biết thì tiền tôi làm tôi bảo đưa tôi giữ. Ủa hay quá nước đâu. Cái đâu cái mẹ gì. Cũng quá. Nói vậy chồng nó cãi nhau phải gì của mày không? Hả? Chưa có ai thì anh ghê. Còn nói chuyện quên ra đây em chết. Chứ lộn mà còn cười nữa là sao? Ê nhưng mà cãi lộn vụ có hai khách thôi. Phán khách hả? Không phải, cãi lộn với vợ vụ đó. Trời ơi. Thấy có ai khác đâu. Ba má em lặng con đang học bài. Sao vợ cười không vậy? Con không biết con. Giờ thằng gia bị hồi khỏi học hiện giờ. Ừ, chị kia là gia sư. Hả? Không. Không có xóa gì đâu. Qua có hai người tây vô ngồi quay phim. Cái laptop này mày. Có chuyện của mày không mày đó. Cho anh bình tĩnh em đang quay. Thôi về mày. Thôi về. Bực lễ. Đi. Đi. Thôi. À, chưa tính tiền ba ơi. Trời đó, 2.000 tiền là của máy mày. Có 2.000 đúng rồi. Có đủ không? Có lãi.